Mark One số 1 về Mark. What's up nào cho anh em, Tùng Chôn đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cẩm nang về Mark số thứ 2. Và ở trong số lần trước thì mình đã giúp anh em phân biệt các dòng sản phẩm về Mark của nhà Apple. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn nữa về một cái nhánh riêng biệt của đại gia đình nhà Mark, đó chính là MacBook. Và đây chính là dòng laptop của nhà Apple chạy Mac OS. Như ở trong số lần trước thì mình cũng có giới thiệu với các bạn là nằm trong nhóm MacBook này thì sẽ có 3 dòng sản phẩm chính. Đó chính là thứ nhất là MacBook Pro, thứ hai là MacBook Air và thứ ba là MacBook. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về dòng sản phẩm MacBook Pro. Đúng như cái tên gọi Pro của nó, MacBook Pro là dòng sản phẩm được sinh ra để phục vụ cho những nhu cầu chuyên nghiệp như là chỉnh sửa video, làm đồ họa, làm âm thanh, vẽ 3D, vân vân và mây mây. Và dĩ nhiên đây là dòng sản phẩm luôn có cấu hình cao nhất trong tất cả các dòng sản phẩm chính của nhà Apple. Từ năm 2012 thì chúng ta sẽ có thêm khái niệm về MacBook Pro Retina. Còn từ năm 2012 trở về trước thì chúng ta sẽ chỉ có cái khái niệm là MacBook Pro mà thôi. Đối với lại MacBook Pro từ năm 2012 đổ về trước thì chúng ta sẽ có 3 kích thước, đó là 13 inch, 15 inch và 17 inch. Những cái sản phẩm MacBook Pro mà không có màn hình Retina, cái điểm về hình dáng mà các bạn dễ nhận ra nhất đó chính là nó sẽ có ổ đĩa quang ở bên cạnh phải. Cùng với đó là cái màn hình của chúng nó không nét do chưa sử dụng màn hình Retina, cũng như là máy có một cái trọng lượng khá là dày và nặng. Còn đối với lại dòng sản phẩm MacBook Pro Retina thì chúng ta sẽ chỉ có hai kích thước, đó chính là 13 inch và 15 inch. Đối với lại dòng sản phẩm MacBook Pro Retina thì nó sẽ không còn ổ đĩa quang, cũng như là nó sẽ mỏng và nhẹ hơn thế hệ MacBook Pro cũ. Và chúng ta cũng sẽ có đó chính là một cái màn hình Retina có chất lượng tốt hơn rất là nhiều. Đến với năm 2016 thì dòng MacBook Pro Retina tiếp tục được nâng cấp và cải tiến để mỏng và nhẹ hơn, và chúng ta sẽ có thêm một cái giải Touch Bar ở trên hầu hết các model của MacBook Pro Retina. Duy nhất chỉ có một cái sản phẩm 13 inch MacBook Pro Retina là sẽ không có Touch Bar. Đối với lại cái phiên bản MacBook Pro Retina có kích thước là 15 inch thì thường chúng ta sẽ có cả màn hình rời. Còn đối với lại cái phiên bản có kích thước nhỏ đó là 13 inch thì mặc định tất cả các phiên bản sẽ không có cả màn hình rời. Chính vậy, nếu bạn muốn làm việc một cách chuyên nghiệp nhất thì bạn nên chọn cái phiên bản 15 inch. Còn nếu mà bạn chỉ cần Photoshop hoặc chỉnh sửa ảnh cũng như là video ở mức trung bình khá thì bạn có thể mua cái phiên bản MacBook Pro Retina 13 inch để tiết kiệm được chi phí. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang một cái dòng sản phẩm laptop giá rẻ nhất của nhà Apple, và dòng sản phẩm này cũng được rất nhiều người ưa chuộng, và đó chính là MacBook Air. MacBook Air được ra mắt từ năm 2008, và có thể nói rằng MacBook Air chính là một trong những cái sản phẩm định hình ra cái tên gọi Ultrabook ở cái thời điểm đó. Từ năm 2015 đến nay, MacBook Air vẫn chưa có một cái sự làm mới cũng như là nâng cấp mạnh mẽ nào về mặt cấu hình cũng như là về mặt thiết kế. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là một cái dòng MacBook được rất là nhiều người ưa chuộng bởi vì nó thích hợp với lại rất nhiều đối tượng người dùng. MacBook Air sẽ có hai phiên bản kích thước màn hình, đó là 11 inch và 13 inch. Từ năm 2011 trở đi, những chiếc MacBook Air được nâng cấp mạnh với vi xử lý Intel Core i cùng với lại những cái nâng cấp về cổng kết nối như là nâng cấp từ cổng sạc MagSafe 1 sang MagSafe 2, cũng như là chúng ta sẽ có thêm sự bổ sung về cổng Thunderbolt cho chúng ta một cái tốc độ truyền tải dữ liệu là vô cùng nhanh. Đặc điểm của dòng MacBook Air là mỏng, nhẹ và nó vẫn sẽ có một cái cấu hình đủ dùng với lại các cái nhu cầu văn phòng cũng như là những cái nhu cầu đồ họa nhẹ nhàng với một thiết kế đẹp và một mức giá rẻ nhất trong đại gia đình nhà MacBook, nên là MacBook Air đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người dùng. Và dòng sản phẩm cuối cùng trong đại gia đình nhà MacBook nó có tên gọi là MacBook. Trong quá khứ thì Apple đã từng làm một vài dòng sản phẩm chỉ có tên gọi là MacBook, và tới năm 2015 thì Apple đã hồi sinh lại cái tên gọi này với cái sản phẩm MacBook 12 inch, và họ gọi đó là The New MacBook. Chiếc MacBook 12 inch mới này thì có một cái trọng lượng vô cùng nhẹ, chỉ dưới 1kg, cũng như là cái độ mỏng vô cùng sexy. Và đây chính là chiếc laptop duy nhất của Apple không có quạt tản nhiệt. Sở dĩ MacBook không nằm chung nhóm với lại MacBook Air dù nó mỏng và nhẹ, đó chính là về mặt cấu hình. MacBook 12 inch chỉ sở hữu vi xử lý Core M thay vì Core i như những chiếc MacBook Air. Chính vậy khả năng làm đồ họa của MacBook 12 inch thua xa so với lại MacBook Air. Tuy nhiên MacBook 12 inch có một lợi thế hơn rất là nhiều so với lại MacBook Air, đó chính là về mặt màn hình. Khi màn hình của chiếc The New MacBook này được Apple trang bị một cái tấm nền có độ phân giải là Retina, nét và đẹp hơn rất nhiều so với lại màn hình của MacBook Air. Vì vậy chiếc máy này cực kỳ phù hợp với lại dân văn phòng có nhu cầu nhẹ nhàng, chỉ xài Word, Excel hay là thỉnh thoảng Photoshop, Lightroom chỉnh ảnh. Và cũng như cái chiếc máy này cực kỳ phù hợp với lại những cái đối tượng người dùng thích một cái chiếc laptop mỏng nhẹ, đủ để làm việc nhẹ nhàng nhưng mà màn hình phải đẹp. Và như vậy là vừa rồi mình đã tổng kết cho các bạn những cái kiến thức cũng như là những cái dòng sản phẩm thuộc series laptop của nhà Apple mang tên là MacBook. Anh em còn muốn mình thực hiện cái chủ đề gì thì đừng quên để lại comment ở dưới bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.